Rồi, xin chào các bạn nha. Thì các bạn xem hôm nay thì mình sẽ có những chiếc xe gì này. Đó. Wow. Quá trời nhiều xe luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ có xe, đây là xe cần cẩu là cao to nhất này các bạn ơi. Wow, xe một chiếc xe cần cẩu đang múc đồ này các bạn, đang cẩu đồ này các bạn. Mình sẽ nâng cái xe cần cẩu lên thử nha. À, xem thử cái xe này đang cẩu chiếc xe gì. Wow. Rồi, một chiếc xe cần cẩu này đang cẩu một chiếc xe nâng người lên nha, nâng công nhân để lên sửa điện ở trên cao nha các bạn. Wow, đang hạ càng xuống các bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Rồi, đây là một chiếc xe cần cẩu lớn luôn. Wow, tông trúng những chiếc xe còn lại luôn này các bạn. Ơi thì hiện tại thì mình đang có xe, đây là một chiếc xe Bolix nha các bạn. Nó xe này là xe công an nha các bạn. Wow, tuyệt vời, mình chạy thử xem thôi nha. Rồi bác. Wow, quá dữ luôn nè các bạn. Xe chạy quá dữ luôn. Wow, phía xa xa kia mình có con tôm này các bạn ơi. Đó, con tôm này các bạn. Thấy chưa? Rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ, wow, chỗ đây có một cái súng này các bạn. Súng này xem thử cái súng này có bắn được không nha. Wow, quá tuyệt vời luôn này các bạn. Cái súng này vẫn còn xài sử dụng được nha các bạn. Rồi, cho qua một bên. Rồi, bây giờ mình sẽ test xe xe 7 chỗ này xem thử, xe 7 chỗ này xem thử xem xe 7 chỗ này có thông tới bên kia không. Wow, nhiều khán giả bên kia đang chờ quá các bạn ơi. 1 2 3. Wow, tông vô một đống luôn, ngoài một đống xe luôn. Rồi tiếp theo mình có xe gì đây. Rồi mình sẽ lấy một chiếc xe bán tải, xe bản số xe số 19 này các bạn. Đó, wow, quá tuyệt vời luôn bạn. Xem thử xe này có chạy tốc độ trong chống con chuột kia luôn nha, con chuột kia các bạn. 1 2 3. Wow, miếng túng chuột luôn bạn. Chuột kia quá dữ luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi đi. Đấy. Chơi một trò chơi đi. Đó, một con tôm này, một cái ca này. Mình sẽ để một con chuột ở trên đây các bạn. Đó, một nhìn con chuột dữ dằn chưa. Wow, đây có hai con chuột luôn này các bạn. Đó, một con chuột cha, một con chuột mẹ nha các bạn. Wow. Đó, bây giờ mình sẽ dùng những chiếc xe này. Dùng chiếc xe này tông cái ca đó cho con chuột ngã nha các bạn. Xem thử con chuột có ngã không nha. Rồi ok, xét xem sao. 1 2 3. Wow, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà chưa chưa xe này chạy quá mạnh nhưng mà chưa trúng được, tông được trúng cái ca kia có hai con chuột nằm bên nha bạn. Rồi nhìn mệt, nhìn mệt dữ dằn cho bạn. Đó, đây chuột đây. Wow. Ok rồi, tiếp tục mình sẽ dùng xe khác nha các bạn. Đó, có nhiều xe quá. Đây bây giờ mình là sẽ lấy xe bản số xe số 66 này các bạn. Đó, 66 nha. Vô tông luôn. Wow, xe này vẫn chạy tốt này các bạn. Đây. Wow, lên đường tốc độ 1 2 3. Wow. Tông trúng nhưng không thể rớt được hai chú chuột ở trên ca nha các bạn. Người nào chiến thắng sẽ giành được cái súng này. Đó. Wow bạn, đây một cái súng này. Wow, súng này bán được. Thôi để đây cho xe nào giành chiến thắng nha các bạn. Thôi bây giờ một chiếc xe Karoo hình trắng đen này các bạn. Đó, 1 2 3. Wow, chạy trật hướng luôn bạn, chạy qua phía bên kia luôn. Trật hướng rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng một, đây là một chiếc cano này các bạn. Cano có bánh đà này các bạn. Xem thử cano này có chạy được không nha. 1 2 3. Wow, cano đi được nhưng mà trật đường rồi bạn, chưa trúng được. Có một chiếc máy bay trực thăng này bạn. Xem thử máy bay trực thăng này có làm được những nhiệm vụ đó không nha. Wow, quá. Ở tàu máy bay trực thăng quẹo qua đây nhưng không thể ngã được hai chú chuột ở trên ca nha các bạn. Rồi, tiếp tục, đây là một một chiếc xe bản số xe số 47 này, màu xanh dương này các bạn. Thêm thử tốc độ xe này đâu. Wow, xe này gà khá mạnh này. 1 2 3. Wow, khá yếu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy
một chiếc nè, hai chiếc nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy đồng thời ba chiếc luôn, xem ba chiếc xe này có tông được cái ca đó không nha. 1 2 3, wow, tông trúng nhưng không thể ngã được chú chuột trên kia các bạn. Wow, chú chuột trên hai chú chuột trên kia, khá là cứng cáp đó. Xem đây mình còn rất nhiều xe này các bạn. Mình sẽ chơi hết xe này, mình lái xe trong rổ nha. Thôi tiếp theo mình sẽ chơi hai chiếc luôn. Một chiếc xe bảng số xe số 33 này các bạn. Đây nữa, bảng số xe số 3. Rồi tiếp tục 1 2 3, wow, tông mạnh nhưng không thể rớt được chú chuột. Quá dữ. Rồi xe này cũng khá mạnh này các bạn. 1 2 3, wow, tông đụng với xe. Mình sẽ dời những chiếc xe này qua một bên nha các bạn, đó, để tông cho dễ chứ không trong tốn xe là không thể lật được hai chú chuột bên kia. Hai chú chuột bên kia nằm khá chắc chắn đấy. 1 2 3, wow, miếm rớt một chú chuột mèo xanh nào các bạn, nó miếm rớt chú chuột. Wow, xe này sẽ tục 2 3, xe này chạy yếu quá. Rồi mình sẽ test xe này thêm nữa, xe này chạy mạnh đấy không. 1 2 3, wow, gần rớt luôn các bạn, quá dữ luôn. Rồi mình sẽ chạy tiếp nha các bạn. Đây là một chiếc xe bản số xe số 1 này các bạn. Xe số 1 nha. Xe đây, xem thử xe này có mạnh không nha. Wow, xe này khá mạnh các bạn. Rồi tốc độ nha các bạn. 1 2 3, wow, yeah, thắng đẹp rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ bắt đầu treo phần thưởng cho một chiếc xe này. Các bạn nhìn thấy xe nào các bạn? Một chiếc xe số 1 này, chiếc xe số 1 dành cho nhất tông rớt hai chú chuột đây. Hai chú chuột đây đã bị rớt. Rồi một chiếc xe lớn sẽ giành được phần thưởng như thế nào? Đây là một phần thưởng dành cho xe số 1. Bản số xe số 1 này nha các bạn. Xem thử súng này. Wow, súng này bắn tốt các bạn. Wow, phần thưởng sẽ dành được cho xe này nha các bạn. Đi đuôi với xe này lấy đường. Xe này nhỏ quá thể chữa được không đây? Thôi đây rồi, xe bắt đầu thì sẽ chữa súng đi nha các bạn. Wow, đi được các bạn, chữa súng đi được rồi, thắng tịch rồi các bạn. Được, xe mình sẽ chơi tiếp tục nha các bạn.